Alo, chào anh em. Hiện nay đang có cái chương trình khuyến mãi nhân dịp của Quốc khánh 29. Anh em nhanh tay đăng ký tài khoản đầu tiên sẽ được nhận 30k có giờ không giới hạn lượt rút anh em nha. Ok, vậy thì anh em đừng có tiếc gì, vào link dưới phần mô tả mình đã để ghim sẵn thông tin chi tiết từ đó rồi. Anh em sẵn bấm vào đăng ký kênh để nhận được chương trình khuyến mãi ngày Quốc khánh mùng 2/9. Ok, chào anh em nha. Hello, xin chào tất cả anh em cùng quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay mình sẽ phân tích ra bảng cho anh em tiếp về một cái lối chơi cực kỳ là hay nữa và cũng như là một cách đi vốn cực kỳ là thông minh để anh em để tham khảo nha. Thì mình sẽ lấy ví dụ như là những cái tiếng đầu tiên đúng không? Mình sẽ có thể đi 100k. Đấy, 100k. Cái lý do tại sao? Nếu như là trong trường hợp 100k này nó gãy thì mình sẽ là đi tiếng sau là 200. Cả đúng không? Nếu như mà vậy tiếp thì mình sẽ đi tiếp là tiếng sau là 300. Nếu như mà tiếng này mà vậy đen ba cây gặp thông thì mình xử lý như thế nào? Thì mình không nên là bẻ như nha, không nên là bẻ chỗ tổng cái ba cái công điểm này. Đấy, tay này là điểm chốt này, là 6M này, là điểm 600 này. Đấy, tiếng này sẽ tăng và sẽ đỡ lại được ba cái đầu này. Và anh em nếu mà đang như mà bắt xỉu đúng thì vậy thì em tay này không được là quay đầu là bắt sang tay anh em nhé, đang mà bắt lưỡi thì không được bắt sang tay, thế này các bạn bắt tiếp vài cái đồng xỉu nữa là hút là điểm cho được. Đây là cách đi uống gỡ lại những điểm trước và bắt theo điểm mình anh em, bắt ở nuôi tụ đấy. Có một cái phương pháp tiếp thứ hai nuôi tụ tiếp là cũng khá ok, đó chính là đi về tay. Ví dụ anh em bỏ ra một cuốn là 200k thì anh em cứ tăng đều 200. Đấy, 200 để vậy nuôi tụ anh em nhé, anh em cứ nuôi đều. Ví dụ là bệt thì nói chung là thì không nói rồi, bệt thì chắc là lãi rồi đúng không? Còn nếu trong trường hợp này nó chạy ví dụ tài xỉu như thế nào thì em sẽ cân đối là cụ thể, em sẽ so sánh là xem là cái điểm cộng ví dụ là điểm tài là 27, điểm xỉu là 23, chắc chắn là sẽ hồi về xỉu nhiều hơn đúng không? Thì em sẽ nuôi tụ nuôi về bên xỉu này, khi mà hồi về thì em bắt nuôi xỉu kiểu gì là cũng lãi, nó không được nhiều. Hoặc là anh em có thể là bắt theo ví dụ như là 14 như này 200 này, và tuần sau sẽ đi 100, và tuần sau em đi 200, đấy, sau đó là 100 lên phiên nhau, cứ 2-1-2-1 như thế. Khi mà bắt được nhịp 2-1 thì phải là nhịp 2-1 này phải là hai là ăn và một là mất, hai ăn và một là mất, chứ đừng có là hai là mất và một là ăn thì không có lãi đâu. Đấy, thì đây là cách đi vốn khá là thông minh của bản thân mình. Có rất nhiều cách khác nữa thì mình chia sẻ thêm cho nhau. Nói chung là mỗi người mỗi mức vốn khác nhau đúng không? Có người thì vào 3 củ 9 hay là có người vào 10 củ rưỡi hay là có người vào 2, 3, 4, 50 củ vân vân. Rất là nhiều mức vốn khác nhau, không ai giống ai cả. Nhưng mà anh em nên mà cố gắng nếu mà được theo cái mức vốn đẹp thì vào những cái đẹp, ví dụ là anh em có 3 củ 9 là anh em đánh vào 3 củ rưỡi theo đẹp, đúng không? Và vào 3 củ 9 làm gì, khi mà anh em vào 3 củ 9 hay là vào 3 củ 7 chẳng hạn thì anh em vào anh em cũng phải ngay cái số 7 lít là anh em lẻ là anh em phá ngay 7 lít như này đúng không? Chắc chắn cái tâm lý của anh em chơi là sẽ gặp một trường hợp như này, cũng giống như mình thôi. Mình là ví dụ mình mà vào là ví dụ là 5 củ 8 chẳng hạn đi, 5.8 chẳng hạn đi đúng không? Thì mình sẽ đi tiếng đầu tiên của mình là mình sẽ đi 800k ngay kiểu gì kiểu đấy. Nhưng mà cái mục tiêu đầu mình là mình chỉ cần là đi là chỉ cần là những tiếng đều tay là mình đi 200k tay thôi. Nhưng mà kiểu gì thì mình đi vào cái mức vốn 5 của 8 này kiểu nhiều mình tay đầu mình khoan là 800k mà xem chắc chắn luôn đấy. Nếu mà tiếng này ăn thì lại không sao đúng không? Nếu như mà gậy thì những tiếng sau thì mình lại khoan ngay là có khi là 1M này, đấy là mức bình tĩnh nhá, là anh em gỡ ra đúng không? Có những anh em có cái trường hợp là còn đi vào luôn là 2M luôn đấy. 2M thì cũng nặng luôn. Cái tin tưởng rất là rủi ro đấy. Biết là gỡ đánh to là tốt, nhưng mà mình đang gặp cái trường hợp là cây đầu gãy rồi đúng không? Gãy to ấy, không phải gãy nhỏ, nên là vì thế mình đang mắc vào trường hợp tâm lý rất là nặng nề thì đã phải gỡ lại được đấy. Nếu như mà anh em đúng cầu thì không sao, trong trường hợp mà anh em đang bị lạc cầu, sai cầu thì là anh em sẽ sai hoàn toàn ngay đúng không? Đấy, nên là vì thế anh em cân đối và tìm hiểu kỹ là cái mức vốn mình đi, ví dụ mình vào là cũng một cái lợi thế để giành chiến thắng, là chiến thắng chơi thắng điểm cao đúng không? Tiếp tục
đây là cái mức vốn của mình đi đúng không? Đấy, nó được tham khảo nhé, nó sẽ tăng cái tỷ lệ của mình đến tăng cao. Và đây sẽ là một công thức chơi của cái mức vốn bất kỳ, được chưa? Một là anh em theo bì này, thứ hai là anh em theo cầu mặt một ở tất cả cái mức vốn này, thứ ba là anh em sẽ chơi theo kiểu cầu là A12. Đây là ba cái dạng cầu mà nó thường xuyên xuất hiện ở trên tất cả các môn tài xỉu hiện nay. Mình thấy là ra rất là nhiều, đúng không? Rất là nhiều. Và vì thế nên có thể là tính toán và cũng như là có thể là ngồi đợi, có thể là ngồi dinh ngồi đợi khi nào cầu nó ra thì mình sẽ vào vốn thì sẽ rất là ok, được chưa? Còn trong cả các loại cầu này, nếu như mà anh em chơi mà gặp phải cái trường hợp mà chưa đến ấy, đúng không? Thì anh em có thể là theo đến cái cầu mà anh em đang nhìn thấy nó là phải như thế, theo nó gãy đó, theo nó hết đi, hoặc là anh em bắt tạm cái cầu đi cũng được. Còn anh em mà có cái thời gian đợi được thì anh em sẽ đợi cái cầu này đó. Đợi cái cầu mình chỉ đây, nó sẽ áp dụng vào trên công thức đi bố này, và cách đi bố này thì sẽ rất là hiệu quả. Mình áp dụng cái cách đi bố ở những cầu này hút từ 95 đến là 98%, em nhá. Còn 2% còn lại chỉ là gọi là cái sai suất của mình, bản thân mình xảy ra là mình đen thôi, đúng không? Đen lắm thì mình sai được thôi, chứ còn không thì kiểu gì là kiểu là cũng một cách nói gọi là nhân hóa lên là đúng hoàn toàn, nhưng mà đúng hoàn toàn luôn. Nên là vì thế nhiều anh em cứ bảo mình là người nhà cái này đi cũng không phải, nhưng mà mình chơi mình có kinh nghiệm công thức cách đi vốn thì nó sẽ hoàn hảo như vậy, đúng không? Thì em chơi như bắt theo sở thích này đấy, anh em bắt theo may mắn này thì không bao giờ có thể làm cao được. May mắn với sở thích của anh em là gọi là quen tay thôi, hay là gặp những tổ quen thôi thì gọi là vào anh em may mắn thì được hút, đúng không? Chứ không trả được gì đấy, thì tỷ lệ thắng rất là thấp, thì 60-65% không phải làm cao được nhé. Là vì thế anh em cũng cân đối cho mình cái mức vốn vào chơi, và cũng là một yếu tố quan trọng này đấy, mức đi vốn này và lựa chọn mặt cầu này thì nó sẽ cực kỳ hiệu quả nhé. Ok, thì sau đây mình vừa chia sẻ cho anh em một công thức chơi cực kỳ là hay, cách đi vốn cực kỳ là hiệu quả để anh em hãy tham khảo và áp dụng ở phía trên của anh em để mang lại cái tỷ lệ thành công rất là cao từ 95-98%, anh em hãy tham khảo nhé. Ok, thì mình sẽ kết thúc video đây và chúc anh em may mắn. Chào tất cả anh em và người ba anh em nhé.